Hôm nay thì em Hương lại về thêm được một chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2015 các bác nhé. 2015 thì em này đã lên được form mới rồi, vì nó là cuối 2015. Lên form mới nhé, em này là số sàn với động cơ trang bị 2.0, mang biển kiểm soát thủ đô Hà Nội này. Hiện tại em Hương đang có hai chiếc xe Innova đời 2015 form mới 8 chỗ ngồi. Bác nào đang cần tìm một chiếc xe 7 chỗ ngồi, không taxi, không dịch vụ, không khoan đục thì có thể alo trực tiếp cho em để có thể sở hữu ngay một chiếc xe Innova các bác nhé. 415 triệu là giá hôm nay Hương đang chào bán nhé. Em Hương thì luôn là một video chi tiết nhất về chiếc xe và không vòng vo về giá. Đây các bác ơi, alo trực tiếp cho em qua số hotline 0354602790. Nào có xe Innova đi. Hiện tại thì Innova thì em vừa mới về, chưa đánh bóng hay là dọn dẹp bất kỳ một cái gì cả, em quay luôn nhé. Quay luôn cho các bác nhà mình, ưng phát alo em luôn, em sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ, nhanh gọn, đánh bóng sơn xi tỉa tót một chút đây. Những chỗ nào mà ví dụ như sơn xỉa nó hơi xấu một chút, em sẽ tỉa tót lại. Còn nội thất bên trong đây, chẳng cần phải làm gì luôn. Nội thất bên trong này cũng không cần phải dọn dẹp gì vì em nó quá là sạch sẽ và gọn gàng rồi. Trần nỉ zin, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, các bác nhìn vô lăng là biết được chất lượng xe luôn. Đi xem xe các bác cứ chủ yếu nhìn vô lăng cho em này. Tất cả các cái chữ này hay những cái đường sần này nó còn sần nguyên thì các bác cứ thế là quất thôi các bác nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe, máy số được kỹ chất luôn rồi. Củ số phanh tay rất đặc biệt là cái áo da của cái phần này không bao giờ rách nhé, không bao giờ mục mọt luôn. Phanh tay này, củ số xích rắc này, à củ số thẳng này. Bẹ thì tay chống mỏi đây. Số sàn các bác nhé, túi khí an toàn trang bị 2 túi khí an toàn, ốc nhái thì cực kỳ đẹp luôn. Có loa chét này, loa to bản này, Innova. Nhìn cái móc này, các bác nhìn cái tay nắm cửa này, móc này, sắc nét luôn. Gương kính chỉnh điện cho em ạ. Keo chỉ zin còn toàn bộ khi các bác mở cửa ra. Có tiếng kêu tút tút đấy là tiếng đang báo là đang mở cửa nhé. Ốc nhái quá nhìn đây, quá là chất lượng luôn. 415 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu cần hỗ trợ rút hồ sơ thì em sẽ rút cho. Hàng ghế thứ hai đây, quá là rộng rãi và gọn gàng luôn các bác nhé. Thật sự Innova mà nhìn chiếc xe 2015 form đẹp này quá là cứng luôn. Thảm bệ thảm dưới là thảm vải nhé, có logo Innova, dễ dàng vệ sinh, sạch sẽ này. Quan trọng là em quay chi tiết ốc nhái cánh cửa đây. Các bác nhìn tay nắm cửa nó sáng choang như này cơ mà. Gương kính lên xuống bằng điện đây. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ còn giữ nguyên bản cho em. Số sàn và đời 2015 lên form mới rồi. Quay cho các bác bộ lốp này. Bộ lốp này thì không phải gọi là xuất sắc nhưng còn khá là sâu. Các bác nhìn những cái hõm này rất là sâu luôn, còn chạy là còn dài nhé. La răng đúc đẹp rồi. Nên các bác yên tâm, một chiếc xe 8 chỗ ngồi số sàn để về vừa đi gia đình vừa đi dịch vụ thì quá là chuẩn chỉ luôn. Biển thủ đô Hà Nội bản e xịn 2.0 có cam em này chưa có màn hình cũng chưa có cam lùi. Cái thì đơn giản thôi các bác ạ. Đây. Cảm biến phía sau có hai mắt. Hàng ghế thứ ba đặc biệt của Innova khi các bác ngồi đủ người 8 chỗ ngồi thì có thể kéo xuống. Đây, móc ở đây thì có thể hạ ra để ngồi. Nếu như không ngồi đủ người các bác nhìn cho em zoom ra lại. Đây, đây các bác nhìn này. Rất là rộng rãi luôn. Thật sự nó quá là rộng rãi khi mà khoang hành lý của em nó như thế này. Đi chơi xa, nhà đông người hoặc là đi dịch vụ đều ok cho em nhé. Máng nước hai bên các bác cứ nhìn này, sạch sẽ đẹp đẽ này, từ những cái bấm đinh tán cái viền của tôn nó gấp xuống như này. Sau các bác nhìn bấm đinh tán nó còn nguyên này. Ốc cũng còn nguyên như này. Như thế này là đủ yên tâm chưa? Một video em quay chi tiết này các bác đã đủ yên tâm chưa? Chất lượng xe. Cam kết cho mình không đâm xô, không ngập nước, về vấn đề pháp lý em cũng bảo hành cho các bác luôn nhé. Bảo hành cho các bác luôn nên các bác cứ yên tâm nhé. Đây, bấm đinh tán hai bên. Đít ngon lành không bị va húc gì nhá. Đít đã ngon rồi, đầu còn ngon hơn. Form mới số sàn đèn hậu vắt ngang sang như này là form mới rồi. Đèn thì 3-4 bóng này, đỏ trắng nhá. Số sàn sơn xi sạch sẽ, xước xác nhẹ không tránh khỏi, dòng xe cũ thì không tránh được nhưng em sẽ làm cho nó sạch sẽ luôn. Xe thì mới về nên là em chưa kịp sửa dọn gì. Quay trước cho các bác nhà mình. Dọn thì chỉ một hôm, hai hôm là ok thôi. Các bác có xuống ngay thì hôm nay em quay video xong phát là em đã dọn rồi. Nên là các bác xuống thì đánh xe về thôi nhá. 415 triệu bao hồ sơ, nhìn táp ly táp lô, vô lăng keo chỉ, móc khóa trẻ nhỏ thông minh, sơn xi nốt nắp dày như thế này thì còn không có cái gì mà không mua cả. Quan trọng là tài chính các bác có đủ tầm đấy hay không thôi và có muốn mua Innova hay không thôi ạ. Đây số sàn nhé các bác nhé, số sàn. Ốc nhái còn quá là chất luôn. Đây. Thảm bệ này các bác nhìn, từ củ số phanh tay sấy sợi ghế này cho đến cái áo da không rách vỡ một chút nào luôn. Táp ly táp lô, thật sự quá đẹp luôn. Siêu xuất sắc luôn các bác nhé. Ít khi về được Innova đời 2015 form mới đẹp mà em này quá là đẹp luôn. Nội thất ngoại thất quay rồi, em quay cho các bác xem luôn cả phần máy móc nhé, máy của xe các bác nhé. Rút chìa khóa ra. Đây, máy này em sẽ mở cho các bác xem này. Máy số và đời cao như này các bác cứ yên tâm tuyệt đối luôn. Máy số thì có phải là vút vụt luôn. 2.0.
Đây các bác nhé, bên trong của Innova đây, chưa kịp rửa dọn gì nhưng máy số này zin đẹp luôn. Các bác nhìn cụm phanh ABS nằm này, bút chấm sơn nguyên bản này, ốc cabo này, máng nước hai bên này, tất cả những cái bấm đinh đán này, đây, thanh ngang cũng vậy, sang bên đây cũng vậy luôn. Đẹp như thế này không mua xe này thì mua xe gì đúng không ạ? Máy số của Innova sẽ khó nhìn hơn một chút so với những dòng xe 7 chỗ khác. Thiết kế bộ máy quá là hầm hố to với nhiều ống dẫn dây, nhiều dây dẫn này, các bác nhìn này. Đấy, từ những cái vật cản phía trước này, máng nước này, keo chỉ lắp cabo, zin đẹp như thế này. Innova 2015 form mới, số sàn máy 2.0, 415 triệu bao hồ sơ. Và còn bớt thêm, bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại hoặc kết nối qua Zalo 0354602790. Em tư vấn về chiếc xe vừa có thể đi gia đình, vừa có thể chạy dịch vụ nhé. Xin cảm ơn, giá Tết yêu thương các bác ơi.